Gần đây với phong độ không tốt kèm theo áp lực từ dư luận đã khiến Ronaldo có một số hành động không chuẩn mực trên sóng truyền hình. Hãy cùng chúng mình điểm qua clip ngay bên dưới nhé. 1. Hắt nước vào mặt phóng viên truyền hình. Trong trận đấu ở bảng C giải vô địch các câu lạc bộ Ả Rập, Al Nassr đã bị Al Sabah cầm chân với tỷ số không đều. Cristiano Ronaldo đã vào sân ở phút 62 nhưng không tạo nên sự khác biệt cho Al Nassr. Đây là trận đấu thứ 5 liên tiếp siêu sao Bồ Đào Nha tiệc ngoài trong màu áo Al Nassr. Đương nhiên, cầu thủ số 7 không hài lòng với thực tế đó. Ở thời điểm kết thúc trận đấu, Cristiano Ronaldo đứng lại sân để nói chuyện cùng đồng đội Al Nassr. Khi bị máy quay phim hướng về phía màn hình, CR7 đã hắt nước vào mặt phóng viên, khiến người này bỏ đi. Hành động xấu xí của Ronaldo đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Những cổ động viên cho rằng CR7 là kẻ thô lỗ, không xứng đáng là ngôi sao lớn. Trước đó, siêu sao số 7 đã liên tục lẩm bẩm trên đường rời sân sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. 2. Quát mắng huấn luyện viên tạm quyền. Giới cổ động viên Ả Rập Xê Út đang kêu gọi câu lạc bộ Al Nassr phải sa thải Cristiano Ronaldo sau khi danh thủ này đã la mắng cả huấn luyện viên của mình sau hiệp 1 trận thua Al-Quaeda 0-1. Đoạn clip Ronaldo phản ứng mạnh với huấn luyện viên tạm quyền Dinko Zalicic và các thành viên trong ban huấn luyện câu lạc bộ Al Nassr được đăng tải trên mạng xã hội đang gây ra làn sóng chỉ trích danh thủ Bồ Đào Nha dữ dội. Nhiều cổ động viên Ả Rập Xê Út chỉ trích Cristiano Ronaldo tiếp tục để lại hình ảnh không hay như đã từng thể hiện ở World Cup 2022 trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Những sự cố đã từng khiến sau đó huấn luyện viên Fernando Santos phải chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo cũng vừa trải qua sự cố bị phản ứng mạnh từ giới cổ động viên Ả Rập Xê Út qua hành động xấu dùng tay bóp vào vùng kín và hướng về phía cổ động viên câu lạc bộ Al Hilal sau trận thua 0-2 trước đối thủ này mới đây. Ở trận đấu với câu lạc bộ Al-Quaeda tại bán kết giải King Cup sau hiệp 1 thua 0-1, Cristiano Ronaldo trong lúc thất vọng đi về phía đường hầm vào phòng thay đồ đã có phản ứng với các thành viên ban huấn luyện câu lạc bộ Al Nassr, sau đó la mắng cả huấn luyện viên tạm quyền Dinko Zalicic. Những hành động này của Cristiano Ronaldo cho thấy danh thủ này vẫn thiếu kiềm chế, tạo sự tranh cãi và đưa mọi chuyện ra trước công chúng, thay vì đây là việc họ cần dàn xếp trong phòng thay đồ. Tờ Marca Tây Ban Nha bình luận và đưa kèm đoạn clip diễn biến. 3. Phản ứng khi bắt gặp một cậu bé hô to Messi giỏi hơn nhiều. Gần đây, Al Nassr của Ronaldo trải qua một trận đấu khó khăn với đối thủ Al-Batin tại giải vô địch Ả Rập Xê Út. Vì dẫn trước từ sớm, Al Nassr phải nhờ 3 bàn thắng ở thời gian bù giờ mới có thể lội ngược dòng 3-1. Về phần Ronaldo, siêu sao Bồ Đào Nha không ghi bàn trận này. Trong lúc CR7 đi vào đường hầm, một cậu bé bất ngờ hét lớn, Messi xuất sắc hơn nhiều. Chưa rõ Ronaldo có nghe được câu nói hay không. Tiền đạo 38 tuổi tỏ ý không vui và nói bằng tiếng mẹ đẻ. Vừa qua là một trận đấu dễ dàng. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trên nhanh chóng gây chú ý và thu về gần 1 triệu lượt xem tính riêng trên Twitter. 4. Ronaldo cạn lời với đồng đội tại Al Nassr. Dù sự việc đã xảy ra cách đây 3 tháng, song hình ảnh Cristiano Ronaldo hai tay chống vào hông đầy ngao ngán khi chứng kiến pha dứt điểm của một đồng đội tại Al Nassr đã gây bão mạng xã hội. Đó là chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Abha tại King's Cup hồi giữa tháng 3. Phút 42, thời điểm Al Nassr đang dẫn đối thủ 1-0, tiền vệ Abdulmanzeb Al-Sulayem có bóng bên cánh trái. Anh di chuyển vài nhịp vào trung lộ trước khi tung cú sút căng bằng chân phải, đưa bóng đi thẳng lên trời. Đó là một quyết định táo bạo, song có phần cá nhân của Al-Sulayem, bởi xung quanh khi ấy có rất nhiều đồng đội ở vị trí thuận lợi. Ronaldo lúc ấy đang đứng trong vòng cấm chờ bóng, chống hai tay vào hông và lắc đầu ngao ngán. Anh có lẽ không ngờ rằng đồng đội của mình lại có pha xử lý tệ đến vậy. Tuy nhiên, công bằng mà nói, việc một cầu thủ có cú sút tệ như vậy thực tế là điều bình thường. Bản thân một cầu thủ xuất sắc như Ronaldo cũng thường xuyên tung ra những cú đá bắn chim, đặc biệt trong màu áo Al Nassr. 5. Vi phạm hợp đồng với hãng giày Nike mang đồ của đối thủ Adidas. Cristiano Ronaldo đã được thông báo vi phạm hợp đồng với hãng giày Nike khi anh mang bộ đồ bảo hộ ống chân của đối thủ cạnh tranh Adidas. Trước đó, CR7 cũng có phát ngôn gây tranh cãi. Al Nassr của Ả Rập Xê Út đã thua trận với tỷ số 0-5 trước đại diện Tây Ban Nha. Ronaldo chỉ thi đấu trong hiệp 1 và sau 45 phút đầu tiên, thời điểm trận đấu vẫn chưa có bàn thắng. Đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha đã thể hiện một số pha kỹ thuật đẹp mắt khi trên sân, nhưng anh đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn với cú đánh đầu không chính xác.
Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ nhận thấy Ronaldo đã mặc giày bảo hộ Adidas trong trận đấu này, gây ra tranh cãi về việc liệu anh có vi phạm hợp đồng với Nike hay không. Cristiano Ronaldo đang là đại sứ của hãng dụng cụ thể thao Nike từ khi bước chân vào sự nghiệp chuyên nghiệp năm 2003. Theo thông tin từ Sport People, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha từng mặc áo ấm Adidas trong một trong những quảng cáo Nike nổi tiếng nhất của mình. Tuy nhiên, logo Adidas đã bị cắt đi và thay thế bằng logo Nike trong quảng cáo đó. Vì vậy, việc Ronaldo mang ống chân bảo hộ của Adidas là chắc chắn vi phạm hợp đồng với Nike. Chưa rõ Nike sẽ ứng xử ra sao với hành động của Ronaldo và liệu có cắt hợp đồng, thậm chí xử phạt hay tiếp tục bỏ qua. Video đến đây là hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!